Những câu nói truyền động lực mỗi khi bạn muốn bỏ cuộc. 1. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó. 2. Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng không biết tay bạn đang ở chỗ nào. 3. Thế giới này rất công bằng, bạn muốn thứ tốt nhất, vậy phải chấp nhận những vết thương đau nhất. 4. Không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng. 5. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng. 6. Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng chỉ như nói dóc mà thôi. 7. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc tiến chậm cũng không là vấn đề. 8. Bất cứ ai dìm bạn xuống thì họ đều thua kém bạn. 9. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận điều người khác nói với bạn về một ai đó. Đây chính là cách mà họ sẽ nói với ai đó về bạn. 10. Không chuẩn bị nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc thất bại.